Hey, chào các bạn, hôm nay mình đi công viên cũng như những công viên khác. Cứ mỗi công viên là mình khám phá ra một cái nó rất là thú vị. Để mình quay cho các bạn xem nha. Rồi, chào các bạn, mình đang ở trong công viên Mount Square Park ở Fountain Valley nha. Thì mình thấy một chú chim này nãy giờ nó đứng 10 phút rồi. Nó đang khoe cánh nè, à, coi nó kìa. À, các bạn thấy không? Nó đứng 10 phút rồi đó. Mình nghĩ con này là nó mới tắm hồ bơi xong, rồi cái nó bị ướt đồ. Bây giờ nó đứng, nó dơ cái gian ra để cho khô á. À, các bạn thấy nó dễ thương kìa. Đó, ha, à, thấy dễ thương kìa. Đó, mình không dám lại gần sợ bé chạy. Trời ơi bé ỷ bó tay luôn, đang trên hình nha con, sao con đi vệ sinh như vậy. Đó, coi phía trước nè, đó coi ẻm đẹp kìa, đang thui thùi lùi luôn. Đó, rất là dễ thương nha các bạn, em này dễ thương ghê. À, hơi sáng, sorry, để mình chỉnh lại cho các bạn. Đó. À, các bạn thấy nó dễ thương không? À, bạn nào biết con bé chim này là chim gì bạn comment cho mình nhé. Mình thì không biết ạ, nhưng mà thấy mấy bé dễ thương quá. cứ mỗi lần ra ngoài là mình khám phá những cái điều nó mới mẻ hơn. Có nhiều điều rất là mắc cười. Nhiều lúc á có những hành vi như những con vật á nó rất là lạ và mình không hiểu nha. Đây là cái hồ, không phải hồ tự nhiên mà là hồ nhân tạo mà đào ở trong cái công viên này. Đó, các bạn thấy không? Có những cái hàng dừa dọc hồ cũng rất là đẹp. Rồi những cái con người ta ngồi đó, ta câu cá nè. Đó, rồi mấy bé vịt ở xung quanh. Chỗ này, cái hồ này nó tương đối sạch hơn là mấy cái hồ khác ở trong công viên. Tại vì trong mấy cái hồ khác đó thì mấy bé đi vệ sinh hả? Đầy cái xung quanh bờ hồ luôn. Đó, để mình quay xung quanh nha. À, đó là ba mẹ mình nha. À, không, nó ăn đâu, để nó làm gì làm đi, mẹ cho vịt ăn đi. Cho nó làm gì làm đi. Đó, không? Hình như đồ chưa khô hả con? Hả, à, đồ chưa khô hả? Sao mà đứng hoài nãy giờ? Hả? Đi lạc. Mình nhưng mà tại sao nó đi lạc, nó phải giơ hai tay hai chân ra? Nó đang giống như là đưa anten bắt sóng hả? Mẹ mình suy diễn lắm nha các bạn, đừng tin nha. Nó coi nó có đẹp chưa các bạn, cứ mỗi chiều là chọn cái công viên đi vậy thôi. À, các bạn thấy bé chim này vui không? Ok, nếu thấy vui comment nha. Nhớ like, share, comment. Đặc biệt là đừng quên đăng ký hay còn gọi là subscribe kênh Mít Tiếng của mình. Chào các bạn, hẹn các bạn ở những video sau nha.